Vâng, xin chào quý vị, chào các bạn. Tôi là Phạm Hồng Sơn, tác giả của giải pháp ACMEN phòng kế toán ảo. Thì hôm nay anh em chúng ta sẽ cùng nhau lại đến với một cái chủ đề, đó là thực hành cái phần hành kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương và xây dựng một cái quy chế, một cái chính sách về tiền lương nhân sự như thế nào. Thì trong cái vấn đề này thì tôi cũng sẽ muốn chia sẻ với anh chị em một số những cái điểm căn bản để từ đó chúng ta hình thành toàn bộ cái phần hành kế toán về vấn đề liên quan đến cái công tác tiền lương nhân sự, và làm thế nào đó để chúng ta có được một cái chính sách tiền lương nhân sự tốt cho cái doanh nghiệp của mình. Đấy, thế thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái nội dung thứ nhất, đó là gì? Cái chủ đề về chính sách tiền lương nhân sự và xây dựng được một cái chính sách tiền lương nhân sự rồi thực hiện cái công tác kế toán tiền lương ở trong doanh nghiệp. Thì thật ra nó cũng là một cái chủ đề khá lớn, nó liên quan đến rất là nhiều các cái văn bản pháp luật quy định của các cái luật khác nhau. Thế thì tôi xin điểm lại một số những cái văn bản mà anh chị em chúng ta sẽ cần phải mở ra chúng ta xem để mà chúng ta biết được là gì, chúng ta đang làm việc cái phần việc đó thì nó được quy định bởi một cái văn bản pháp luật như thế nào. Thế thì cái phần đầu tiên là anh chị em cần phải đọc cái luật lao động và các cái văn bản hướng dẫn dưới luật, như là nghị định, như là thông tư. Thế thì cái luật lao động nó sẽ quy định tất cả các cái vấn đề liên quan đến cái quyền lợi nghĩa vụ giữa cái người lao động và cái bên sử dụng lao động. Đấy, thế thì nó có cả một cái bộ luật lao động về vấn đề này. Thì cũng đề nghị đó là gì, những anh chị em làm việc trong lĩnh vực, trong cái phòng nhân sự hay phòng kế toán, chúng ta cần phải dành cái thời gian để chúng ta ít nhất đọc một lần. Thế và chúng ta nên cập nhật thường xuyên xem xét để từ đó chúng ta nắm được các cái quy định trong cái luật lao động. Thế thì khi mà chúng ta nắm được các cái quy định trong cái luật lao động rồi thì cái phần việc để mà chúng ta áp dụng trong cái vấn đề đó, cái phần mà tiền lương, các cái khoản trích theo lương như thế nào ở quy định trong luật lao động cho nó đúng nhất. Một cái luật thứ hai mà chúng ta bắt buộc cần phải xem tới đó chính là luật bảo hiểm xã hội và các cái văn bản hướng dẫn ở phía dưới. Thì đây cũng là một cái phần vô cùng phức tạp. Ở trong doanh nghiệp sẽ có những cái đoạn mà thì có những nhân sự đóng bảo hiểm, có những nhân sự không đóng bảo hiểm. Thế rồi là đối tượng như thế nào thì phải đóng bảo hiểm, đối tượng như thế nào thì không phải là đối tượng đóng bảo hiểm. Đấy, thì mà ở trong doanh nghiệp thì có thể đâu đó có những cái doanh nghiệp mới thành lập còn chưa thể có đủ điều kiện kinh tế để còn đóng bảo hiểm cơ. Đấy, thế rồi sau nữa đó là gì, có những cái doanh nghiệp thì chỉ đóng một phần nhân sự thôi, còn một phần nhân sự không thể đóng được. Thế vậy thì với vai trò là một cái nhà làm chuyên môn thì chúng ta cần phải nắm được các cái quy định của văn bản pháp luật hiện hành để từ đó chúng ta sẽ xem xét xem cái việc đề đó là gì, doanh nghiệp lỗi ở đâu, sai ở như thế nào và làm thế nào để doanh nghiệp không mắc phải những cái lỗi mắc phải trong cái quy định của pháp luật hiện hành. Rồi tiếp nữa là cái luật về bảo hiểm y tế, rồi là luật thuế thu nhập cá nhân. Thế thì nó sẽ có một loạt tất cả những các cái vấn đề liên quan đến cái bảng lương, liên quan đến cái quyền lợi, cái nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động. Thì chúng ta sẽ phải dành thời gian để chúng ta đọc được hết tất cả các văn bản pháp luật này, ít nhất chúng ta đọc qua một lần, chúng ta tóm tắt lại những cái phần trọng yếu mà chúng ta đang áp dụng ở tại doanh nghiệp của chúng ta, để từ đó chúng ta nắm rõ được các cái việc mà chúng ta đang làm là được quy định văn bản pháp luật và đúng và sai nó nằm ở đâu, và sai thì ranh giới của nó là gì, nó là tội hay là lỗi, nó cái tính chất nghiêm trọng của nó tới đâu. Thì đó là một vài những cái điểm liên quan đến văn bản pháp luật tôi muốn điểm lại cho anh chị em để chúng ta nắm được các cái vấn đề này khi mà chúng ta mang áp dụng vào trong doanh nghiệp của mình. Thế rồi nó còn có các cái quy định nữa, ví dụ như là gì, bảo hiểm thất nghiệp thì như thế nào, rồi là gì, là như bây giờ chúng ta đang có những cái việc mà gì có rất là nhiều người bị thất nghiệp. Thế vậy thì các cái quy định đó thì chúng ta cũng cần phải dành thời gian để chúng ta cập nhật các cái quy định văn bản pháp luật hiện hành. Và một cái thói quen nữa đó là năm nào tôi cũng dành thời gian để cập nhật văn bản pháp luật. Thì đây tôi cũng cho rằng cái công tác để mà làm việc trong ngành nghề thì đây là một cái điều rất là quan trọng. Xưa kia thì tôi cập nhật văn bản pháp luật là một năm, thường tôi chỉ dành thời gian khoảng một tháng nào đó hoặc là hai tháng. Thường thì sẽ cập nhật vào tháng 12, tại vì các văn bản pháp luật thường là gì, luật mới nó ra đời vào áp dụng vào khoảng là mùng 1 tháng 1 cho cái năm đó hoặc là mùng 1 tháng 7. Thế và bây giờ thì nó cũng có thể là gì, nó không còn nguyên như vậy nữa. Thế nhưng mà ít nhất thì hàng năm
chúng ta làm trong ngành nghề, chúng ta hãy dành thời gian để chúng ta cập nhật văn bản pháp luật. Và bây giờ thì tôi cập nhật văn bản pháp luật theo tháng rồi, mỗi một tháng thì dành tôi lướt lại tất cả các vấn đề đó, xem có các cái văn bản nào mới, để từ đó chúng ta nắm bắt, cập nhật kịp thời để áp dụng vào trong cái doanh nghiệp của mình một cách tốt nhất. Đến một cái nội dung tiếp theo, đó là gì? Ở trong cái về cái vấn đề liên quan đến tiền lương ấy, thì nó gồm có những cái loại giấy tờ, những cái loại cái hồ sơ gì để mà chúng ta cần phải xây dựng, chúng ta cần phải có ở trong doanh nghiệp. Tiền lương không chỉ là gì, cuối cùng cái bảng lương, cái bảng thanh toán tiền lương, nó chỉ là cái kết quả cuối cùng thôi. Thế và có một số những cái tài liệu mà trong doanh nghiệp chúng ta cần phải xây dựng. Và tôi đã chia sẻ cái vấn đề này rồi, anh chị em có thể vào video để xem lại cái video mà tôi đã chia sẻ cả một chuyên mục về vấn đề liên quan đến tiền lương. Thì cái nội dung thứ nhất đó là gì? Ở trong một cái doanh nghiệp ấy, là người ta cần phải xây dựng một cơ cấu tổ chức cho một cái doanh nghiệp. Thế thì ở cái vấn đề này nó gặp phải khá nhiều các cái doanh nghiệp mà làm cái đoạn này chưa tốt. Thật ra đây nó liên quan đến cái vấn đề đó là gì? Liên quan đến cái vấn đề chi phí cho doanh nghiệp, liên quan đến các cái vấn đề chiến lược, sơ đồ, cơ cấu tổ chức. Đấy, thế thì làm thế nào để chúng ta xây dựng ra được một cái cơ cấu tổ chức cho một cái doanh nghiệp tốt? Chúng ta chỉ mất 2 triệu đồng, doanh nghiệp đã thành lập ra một cái doanh nghiệp rồi. Còn cái doanh nghiệp đấy có phát triển được hay không, có sống được hay không, có tồn tại, có phát triển được hay không, thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó có yếu tố về chiến lược phát triển nhân sự. Đấy, thế thì ở trong cái doanh nghiệp ấy, thì việc đầu tiên là gì? Chúng ta cần phải vẽ được một cái cơ cấu tổ chức, cái sơ đồ, cái cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Đầu tiên cao nhất chính là hội đồng quản trị, người đại diện cho cái chủ sở hữu của cái doanh nghiệp đấy, để mà giám sát về cái vốn đầu tư của họ, là người trực tiếp bỏ tiền ra để đầu tư cho cái doanh nghiệp đó. Sau đó đến cái thứ hai đó là ban giám đốc. Ban giám đốc là người điều hành cấp cao nhất ở trong cái doanh nghiệp đó, để mà làm thế nào đó vận hành, điều hành cho một cái doanh nghiệp phát triển. Đấy, thế thì trong ban giám đốc có bao nhiêu người? Ví dụ là có giám đốc, có phó giám đốc, hay là có những cái nhân sự nằm trong ban giám đốc cụ thể là cái gì? Và ban giám đốc có hoạt động được tốt hay không? Đấy, có hoạt động được tốt hay không? Rồi có gặp phải các vấn đề gì sai hay không? Thì nó cần phải có một cái chính sách về tài chính quản lý vấn đề này, và nó có một cái ban kiểm soát về cái ban giám đốc này, để mà toàn bộ cái điều hành của ban giám đốc nó phải tuân theo quy định. Đấy, thế thì các cái doanh nghiệp ấy, mà nếu như cái doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa mới bắt đầu thành lập ấy, mà có 2 người có vốn với nhau mà không thống nhất được cái này ấy, thì sau một thời gian rất ngắn là chúng ta họ sẽ phải chia tay, bởi vì họ vi phạm các cái vấn đề liên quan đến tài chính. Họ cảm giác là gì, cứ người nọ nghi ngờ người kia. Đấy, và chính sách tài chính nó không được giải quyết một cách rõ ràng. Đấy, thế thì cái vấn đề đặt ra, như để muốn giải quyết được một cái chính sách tài chính rõ ràng, minh bạch, thì nó cần phải có một cái quy chế tài chính, có một cái hệ thống tổ chức công tác kế toán để mà kiểm soát cái vấn đề này. Thế sau đó thì giám đốc, ban giám đốc phải thực hiện tất cả các cái hoạt động thu chi, nó phải tuân theo cái điều đó. Đấy, thế và cái ban kiểm soát nó sẽ kiểm soát lại tất cả các vấn đề, để mà ban giám đốc đi theo đúng hướng, để công ty phát triển một cách đúng theo cái chiến lược của doanh nghiệp đặt ra. Thế và từ cái sơ đồ cơ cấu tổ chức đó, nó sẽ có bao nhiêu cái vị trí, bao nhiêu cái phòng ban, thì lập tức đó là ở trong cái doanh nghiệp ấy, nó sẽ cần phải xây dựng là cần 3 phòng ban hay 5 phòng ban, và mỗi phòng ban ấy có bao nhiêu nhân sự, và mỗi nhân sự đấy phải làm việc gì, phải có một bảng mô tả công việc và chỉ số KPI. Đấy, thế thì cái vấn đề đặt ra là gì? Cái tính chất bị lãng phí về cái vấn đề liên quan đến chi phí tiền lương nhân sự ở trong doanh nghiệp ấy, là không đi giải quyết trong vấn đề này. Gần như là gì, nhân sự không biết thực sự rõ đó là gì, cái ranh giới giữa cái quyền hạn, quyền lợi, trách nhiệm của một nhân sự làm việc là cái gì. Thì bây giờ anh em chúng ta giả sử rằng chúng ta nói luôn ở trong phòng kế toán đi, đúng không ạ? Vậy anh chị em làm ở trong phòng kế toán thì thấy là kêu là rất là vất vả. Thì cái nguyên nhân vất vả là do cái công cụ, do cái hệ thống phần mềm nó chưa tốt, do cái hệ thống tổ chức công tác nó chưa tốt, công tác kế toán nó chưa tốt, hay là do cái trình độ nhân sự kế toán nó chưa được thực sự tốt. Thì dẫn đến là các cái công việc nó không được minh bạch hóa, nó không có các chỉ số để đánh giá. Thế là nhân sự kế toán làm cuồn cuột luôn, vẫn không xong hết được việc. Thì cái vấn đề đâu là cái vấn đề tháo gỡ. Đấy, thế thì
nó không chỉ nguyên phòng kế toán mà ở trong cả một cái hệ thống công ty, nó cần phải làm sao, nó cần phải mô tả rất là rõ, nó xây dựng cơ cấu tổ chức xong nó phải mô tả được chi tiết đến các cái công việc đó, và mỗi chúng ta đều phải mang một trang giấy ra, chúng ta mô tả xem cái công việc của chúng ta cần phải làm là cái gì, và cái điều mà chúng ta cần phải hoàn thiện, hoàn thành cái trách nhiệm của chúng ta là cái gì. Thế thì đó chính là chỉ số KPI. Và khi mà chúng ta hoàn thành được các chỉ số đó thì chúng ta sẽ đánh giá xem là vậy cái chi phí tiền lương cho cái vị trí như vậy là bao nhiêu tiền là hợp lý. Đó thì ở đây tôi cũng xin chia sẻ, đó là nhất là một số anh chị em sinh viên bắt đầu mới ra trường thì bạn không thể mang cái bằng của bạn đến để bạn mặc cả bạn được bao nhiêu tiền lương đâu. Bởi vì doanh nghiệp người ta cái bằng ấy chỉ là cái điều kiện để mà chúng ta đã học những cái thứ căn bản để chúng ta bắt đầu bắt tay vào, để chúng ta đủ cái điều kiện để chúng ta vào chúng ta làm việc thôi. Thế còn chúng ta sẽ được trả bao nhiêu tiền là bởi vì là chúng ta sẽ làm những việc gì, mang lại lợi ích gì cho cái tổ chức đấy, và đo đếm được, và chúng ta sẽ đặt vấn đề là chúng ta sẽ phải được trả bao nhiêu tiền cho xứng đáng với vấn đề đó. Đó, thế cho nên cái câu chuyện là gì, nếu như khi chúng ta làm tốt trong vấn đề này ở bất kỳ một vị trí nào ở trong một cái doanh nghiệp, nếu như khi thực sự chúng ta chứng minh được cái giá trị của chúng ta chứng minh được là gì, tôi làm cái vấn đề này mang lại lợi ích như thế này, và tôi đề xuất là gì, tôi được cái quyền lợi như thế này, nếu như tất cả nhân sự chúng ta làm được cái vấn đề đó thì cái tổ chức đấy nó sẽ rất là tuyệt vời. Thế và sau đó thì nó mới có một cái câu chuyện rất thực, đó là gì, tôi hay có chia sẻ nói vui nhưng mà nó lại là thật, đó là gì, làm nhiều thì không bao giờ được lương cao, làm ít thì thường được lương cao đấy. Thế nhưng mà trước khi làm ít thì phải làm nhiều, bởi vì khi mà cái nhân sự họ càng có trình độ lên cao thì họ càng làm ở cái vị trí cao, họ làm về cái cấp quản lý, họ cái chất xám của họ nó lớn, mà chất xám của họ nó lớn thì làm sao, thì họ sẽ được chi trả những cái thu nhập nó xứng đáng đó. Thế thì thông qua đây tôi cũng xin mạn phép chia sẻ với toàn thể anh chị em, đó là gì, thông qua cái vấn đề này thì chúng ta cũng hãy đặt ra cho chính bản thân của mỗi chúng ta đấy, một cái bảng mô tả công việc. Đầu tiên là bạn hãy xác định cuộc đời của chúng ta làm cái gì. Đấy, cuộc đời chúng ta xác định, chúng ta lựa chọn chúng ta làm cái gì thì đó chính là sứ mệnh của chúng ta. Nhá, chúng ta lựa chọn xem sứ mệnh của chúng ta, cái cuộc đời này chúng ta làm cái gì. Thế sau đó chúng ta hãy mô tả công việc xem là gì. Trong vòng 30 năm của cuộc đời để chúng ta thực hiện công việc thì từng bước một, từ năm thứ nhất đến năm thứ năm làm cái gì. Đấy, chúng ta hãy trẻ nhỏ dần ra. Thế và sau đó thì chúng ta hãy mô tả xem là gì, chúng ta lựa chọn cái phân khúc, cái phần việc nào chúng ta làm. Đấy, và chúng ta từng bước để chúng ta đạt được cái con đường sự nghiệp. Và trong 30 năm của cuộc đời khi chúng ta làm việc, chúng ta phải luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cái công việc mà chúng ta đang lựa chọn. Chúng ta cảm không thấy có mệt mỏi. Đấy, thì khi đó chúng ta sẽ có một cái cuộc sống vui hơn, tốt hơn. Đấy, và khi đó các bạn hãy nghiêm khắc với chính bản thân, hãy có những cái bảng chỉ số KPI mô tả công việc cho chính mình. Đấy, và thước đo đó là gì? Đó là cái chuyên môn của chúng ta đạt được đến đâu. Và thực tế cuối cùng nó sẽ trả lời bởi bằng cái thu nhập của bạn đang được trả là bao nhiêu. Có rất là nhiều người giỏi mà không được trả tiền lương cao, chẳng qua đó là gì? Kỹ năng của bạn vẫn còn rất tồi. Kỹ năng của bạn còn rất tồi. Cho nên chúng ta cần phải khắc phục cái điểm gì đó. Chúng ta còn đang sai đâu đó, cái gì chúng ta chưa thực sự tốt thì chúng ta học. Và có một điểm nữa tôi cũng xin chia sẻ ở đây, đó chính là việc học đó là sự rèn luyện của cả đời. Chúng ta tốt cái này thì chúng ta cần phải tốt hơn nữa. Đấy, và cái thứ mà chúng ta cái này tốt, cái khác chúng ta chưa tốt thì chúng ta hãy không ngừng rèn luyện, và hãy có một cái định hướng rất tốt cho cái công việc, cho cái sự nghiệp, cho cái cuộc đời của chúng ta, cho cái cuộc sống của chúng ta, nó phải thấy happy, hạnh phúc mỗi ngày, thì đó là điều mà thực sự tôi tin rằng ai cũng mong mỏi. Thế thì khi mà ở trong một cái doanh nghiệp mà đã xây dựng ra được một cơ cấu xác định là làm cái gì rồi, đã có được cái hệ thống phòng ban rồi là xác định được số lượng nhân sự ở trong một cái phòng ban đấy rồi, thế rồi sau đó là gì, từ đó nó sẽ có cái ngân sách chi phí tiền lương cho toàn bộ cả cái bộ máy đó. Đấy, thế và để mà thực thi được các cái vấn đề đó nó một cách minh bạch và quản lý kiểm soát được nhân sự thì cũng xin thưa đó là chúng ta cần phải có một quy chế về tiền lương nhân sự. Một cái quy chế về tiền lương nhân sự vô cùng quan trọng. Một đất quốc gia muốn điều hành được thì nó phải có một hệ thống luật pháp. Một doanh nghiệp mà muốn điều hành được thì
thì dựa trên nền tảng của luật pháp thì phải xây dựng ra một cái quy chế để mà nó vận dụng vào đó, để mà sao, để mà còn có thể là phát triển, xây dựng để phát triển cho hệ thống các cái vấn đề, nó phải điều tiết, điều hành, quản lý ở doanh nghiệp đấy, nó phải có một hệ thống quy chế. Nếu như đâu đó ở trong doanh nghiệp nào đó thực sự chưa xây dựng một cái quy chế nhân sự thì chắc chắn sẽ còn vấn đề. Ở trên phòng kế toán nào tôi đã xây dựng dựa trên thực tiễn, dựa trên trải qua hàng ngàn các cái doanh nghiệp mà chúng tôi đã từng làm, thì chúng tôi đã xây dựng ra được cái bộ khung, đó là quy chế nhân sự. Tôi đã gửi cho các cái tài liệu này cho anh chị em để anh chị em có thể mang vận dụng vào trong doanh nghiệp của mình. Nếu như doanh nghiệp của các bạn đấy, thì hãy lấy cái khung đó để xây dựng nha. Thì cái khung đó nó dựa trên nền tảng của luật pháp, dựa trên các cái nhiệm vụ căn bản để tóm tắt lại, và các bạn phải có nhiệm vụ là gì, biến cái đó trở thành cái một cái văn bản để mà có thể áp dụng vào được cho chính cái doanh nghiệp của mình một cách phù hợp. Đấy, thì đó là một cái quy chế về cái nhân sự. Trong cái quy chế của nhân sự thì tôi cũng đang mô tả hướng dẫn khá là kỹ rồi, nó gồm có từ cái vấn đề đặt ra đó là gì, các cái tiêu chuẩn nhân sự này, cơ cấu tổ chức, sau đó thì từ cái vấn đề đó nó sẽ đưa ra được là gì, tiêu chuẩn các nhân sự, từ tiêu chuẩn nhân sự thì tuyển dụng vào là đào tạo như nào, rồi làm trong đó trong cái doanh nghiệp như nào, bao nhiêu lâu thì thăng tiến như nào, rồi là các cái tiêu chuẩn để đánh giá, thế rồi là các cái vấn đề liên quan đến quyền lợi, rồi là xây dựng văn hóa của doanh nghiệp, vân vân, tất cả những cái thứ đấy là để giúp cho chúng ta xây dựng lên được một cái hệ thống nhân sự của trong doanh nghiệp cách tốt nhất, tùy theo từng doanh nghiệp, nhưng mà nó có một cái khung đó để mà xây dựng lên được, chúng ta chấp bút một cách dễ dàng hơn. Và đồng thời nó sẽ có một cái chính sách tiền lương, cho chính là thang bảng bậc lương và các loại tiền lương ở trong doanh nghiệp. Thế thì khi mà chúng ta làm kế toán tiền lương, chúng ta không chỉ dừng lại ở cái chỗ là gì, chúng ta cắm đầu vào chúng ta tính ra một cái bảng lương thôi, đó là cái kết quả cuối cùng. Xin thưa anh chị em là như vậy, chúng ta hãy cố gắng là đi sâu vào bản chất của vấn đề để chúng ta hiểu được tổng thể của nó. Thế rồi là có rất nhiều anh chị em chỉ hỏi tôi là gì, ôi làm thế nào để không phải nộp bảo hiểm, rồi làm nào để tránh những vấn đề đó. Cái đó chỉ là cái gọi, chúng ta phải hiểu được tất cả các cái gốc rễ cội nguồn của nó, thì khi đó các bạn sẽ nắm được đấy. Rồi các cái văn bản, các cái quyết định để mà liên quan đến chính sách tiền lương của doanh nghiệp, và chúng ta cần phải tất cả những cái vấn đề đó, người đứng đại diện của doanh nghiệp là phải ban hành thành các văn bản có ký đóng dấu. Thế và lưu ý một điểm nữa ở trong doanh nghiệp, đó là gì, cái chính sách tiền lương đó nó không thể bất biến được, luật pháp của cả một quốc gia nó còn thay đổi liên tục để cho phù hợp, thì cái chính sách của doanh nghiệp cũng vậy. Nếu như cái điều gì mà nó không phù hợp thì hàng năm nó có cả một cái kỳ để chúng ta tối ưu hóa tất cả những vấn đề, những sự bất cập, lấy ý kiến của tất cả các bộ phận phòng ban, và chúng ta tối ưu hóa từ cái cơ cấu tổ chức, từ cái mô tả công việc, từ cái quy chế chính sách nhân sự tiền lương, rà soát lại tất cả các vấn đề đó. Nếu cái gì bất cập thì chúng ta thay đổi, và hãy cố gắng xây dựng ra được những cái chính sách nó có tính chất bao quát mà ít bị thay đổi nhất, thì cái người xây dựng vấn đề này một cách rất là thông minh, rất là tuyệt vời. Đó, thì tôi cũng xin chia sẻ như vậy. Và có một điều nữa là cái doanh nghiệp để cái quỹ công đoàn ấy, công đoàn ở đây nó có hai nhẽ, một là gì, chúng ta sử dụng tham gia vào cái liên đoàn của công đoàn thì đấy là một cái phần, còn cái phần nữa là các doanh nghiệp nhỏ và vừa họ tự đóng tiền, họ tự xây dựng cái công đoàn ở đó thôi, thì chúng ta cũng cần phải biết lưu ý một điểm, đó là gì, cái quỹ công đoàn, cái hoạt động của công đoàn ấy, nó cũng cần phải xây dựng một cái văn bản đấy, hay là tôi đặt đó là gì, cái điều lệ hoạt động của cái công đoàn ở trong công ty đấy, nó quản lý để làm sao đó nó thỏa đáng tất cả những cái quyền lợi của thành viên ở trong đó, để xây dựng được một cái văn hóa công ty một cách tốt nhất. Đấy, vâng, xin thưa với anh chị em, nguyên những cái vấn đề này thôi ở trong một cái phòng nhân sự, cái này nó tí nữa tôi sẽ nói là ranh giới là gì, cái này là do ai là người xây, kế toán xây hay là phòng nhân sự xây hay là ban giám đốc xây. Đấy. Thế nhưng mà ai xây thì xây, nhưng phải trong doanh nghiệp phải có cái này. Trong doanh nghiệp mà không có cái này thì cái tiền lương ở trong doanh nghiệp ấy, nó gặp phải rất nhiều vấn đề. Đấy, nếu không có chính sách tiền lương thì cứ hàng năm lại đi suốt ngày có khi mà nhân sự cứ cảm thấy là
có ông đó vi phạm quyền lợi thì cái là lại cầm một tờ tờ trình đề nghị đề xuất tăng lương. Đấy. Thế và khi đó nó sẽ rất là vất vả. Quốc gia thì hàng năm bao giờ cũng họp. Đấy, chính phủ cũng có những cái quyết định về vấn đề là mức lương tối thiểu năm nay tăng lên bao nhiêu. Thì doanh nghiệp cũng phải thế. Phải bám vào chính sách của luật pháp để làm cái điều đó nó trở thành mặc nhiên và cảm thấy giữa người quản lý, người lao động ở trong doanh nghiệp luôn luôn cảm thấy happy, cảm thấy vui vẻ. Đấy, thì đấy là về phần chính sách. Thì các bạn lưu ý cho tôi có 6 những cái điểm như thế. Đó là sơ đồ cơ cấu tổ chức, bảng mô tả công việc và chỉ số KPI, quy chế, tiền lương nhân sự, chính sách, bảng thác bảng bậc lương, rồi các cái văn bản liên quan đến cái vấn đề quyết định về chính sách, rồi là điều lệ công đoàn để giúp cho cái cơ cấu, cái hệ thống văn bản của doanh nghiệp về vấn đề liên quan đến nhân sự được xây dựng một cách minh bạch theo đúng quy định của luật pháp và giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách bền vững. Thế còn về mặt chứng từ của tiền lương nhân sự thì nó có một số những cái chứng từ như sau khá quan trọng. Đầu tiên đó là hợp đồng lao động và các cái hồ sơ kèm theo. Thì khi mà chúng ta vào trong cái chứng từ đầu tiên mà ở cái bộ chứng từ tiền lương ấy, đó là hợp đồng lao động và các cái hồ sơ kèm theo. Thì hồ sơ kèm theo thì bao gồm có những cái gì? Đấy. Thì trong quy định của luật pháp là gì? Khi mà một cái lao động làm việc cho một cái tổ chức, một cái doanh nghiệp thì phải ký hợp đồng lao động. Trong đó hợp đồng lao động nó có là gì? Hợp đồng không có kỳ hạn, hợp đồng có kỳ hạn. Thì hợp đồng có kỳ hạn nó có mấy cái mức thời gian. Không kỳ hạn đó là gì? Sẽ làm việc lâu dài, không xác định được cái thời gian. Thế còn có kỳ hạn có thể ở 3 năm, 2 năm, 1 năm hay là 3 tháng, vân vân. Thì khi nó có các cái thỏa thuận cụ thể đấy, thì trong doanh nghiệp cần phải có hợp đồng. Thế và trong cái hợp đồng lao động nó có thể là có giai đoạn hợp đồng thử việc, học việc và hợp đồng chính thức. Đấy, thì nó có quy định cái mốc thời gian trong cái việc thử việc thì đối với loại nhân sự lao động nào thì phải được ký tối đa thử việc trong thời gian bao lâu, vân vân. Thì vấn đề đầu tiên tôi muốn nói đó là gì? Cái chứng từ quan trọng, rất quan trọng đó là hợp đồng lao động. Cái điều thứ hai là gì? Cái nhân sự đến ký hợp đồng lao động bao giờ có các hồ sơ kèm theo. Thế hồ sơ kèm theo thì đầu tiên đó là chứng minh nhân dân. Chứng minh nhân dân của cái nhân sự đó. Để mà cái thông tin đó căn cứ để lập lên hợp đồng lao động. Và để cái chứng minh nhân dân để là gì? Là cơ sở để còn khai báo mã số thuế thu nhập cá nhân. Để mà là giấy tờ để mà đăng ký về vấn đề liên quan đến bảo hiểm. Đấy, thì đấy là các hồ sơ kèm theo. Cái tiếp nữa đó là gì? Cái sơ yếu lý lịch của nhân sự hay cái CV của nhân sự. Đấy. Cái CV là cái giới thiệu của nhân sự về vấn đề này. Đấy. Thông thường khi mà tuyển dụng ở trong các doanh nghiệp nước ngoài, người ta đánh giá rất là cao, rất là quan trọng về cái CV. Nghĩa là bạn trình bày xem là gì? Bạn làm được cái gì? Đấy. Bạn làm được cái gì? Rồi là kinh nghiệm của bạn làm sao? Thế mạnh của bạn là gì? Điểm mạnh của bạn là gì? Cái mong muốn của bạn là gì? Đấy, thì đối với nhân sự khi mà đi làm việc thì cần phải xây dựng cho mình một cái CV đẹp. Nó cần phải có trải nghiệm, phải có 5 tháng. Làm thế nào đó để mà chúng ta thuyết phục được nhà tuyển dụng. Đấy thì cái CV nó giống như một cái bản tự khai. Thế rồi tiếp nữa là các cái bằng cấp, giấy tờ kèm theo để chứng minh cho năng lực của nhân sự đó. Thế vậy thì tất cả các cái hồ sơ kèm theo đó thì cái nào cần có, cái nào là gì? Không cần có. Thì thật ra gì, hợp đồng lao động và kèm theo chứng minh nhân dân là cơ bản là đã đủ rồi. Còn các cái vấn đề kia anh chứng minh tùy kẹp vào, nhưng mà tốt nhất là có. Đấy, thế thì cho nên là gì, có rất là nhiều những anh chị em mà gì đi chế cái tiền lương, nhưng mà chế thì làm sao mà xin được bằng cấp của người ta, rồi làm sao mà xin được các cái hồ sơ sơ yếu lý lịch các thứ của người ta được. Xong là cứ hỏi nhặng lên là gì? Cái này có phải không? Thế sau đó khi mà chúng ta gặp phải một số những cái vấn đề mà chúng ta không giải trình được thì chúng ta bắt đầu là gì? Chúng ta cứ sủ lông để chúng ta đấu tranh với cái cơ quan thanh tra.
Thì quan điểm của tôi ở trong các cái vấn đề này đó là gì? Khi mà chúng ta thật ra là gì? Chúng ta làm đúng thì không bao giờ chúng ta phải sợ. Thứ hai là chúng ta có đủ hiểu biết thì chúng ta sẽ giải thích được cái điều mà với cơ quan quản lý cái điều đó nó có tình có lý. Đấy, cho nên là gì? Một là chúng ta làm đúng thì cùng lắm là sai là gì? Là sai sai hành chính thôi. Thì cái đấy không không sợ, không nghiêm trọng. Cái thứ hai đó là gì? Chúng ta phải biết thì chúng ta mới giải trình được một cách chủ động tốt, biết được ranh giới rủi ro. Đấy, thế thì khi mà có cái hợp đồng lao động rồi và các hồ sơ kèm theo thì khi mà nhân sự vào làm việc ở trong doanh nghiệp thì sẽ có cái bảng chấm công và theo dõi các cái công việc. Đấy, chấm công hoặc là chấm sản phẩm. Đấy. Thì theo dõi, ví dụ như là trong tiền lương thì có lương lương thời gian thì chấm công, lương theo sản phẩm thì họ cần phải theo dõi cái nhật ký sản phẩm của cái tổ đấy, của cái xưởng đó, của cái bộ phận đó, của cá nhân đó hoàn thành là bao nhiêu, để là cái căn cứ khi mà chúng ta tính lương. Thế còn đối với kinh doanh thì có lương doanh số thì cần phải theo dõi được doanh số đạt được đấy. Thì cái vấn đề là ra là chấm công thì nó có thể là chấm theo thời gian, chấm theo hiệu quả của công việc của nhân sự đó, và đó chính là cái căn cứ để rồi đánh giá và tính lương. Thì ở trong cái vấn đề liên quan đến tính tiền lương thực tế ở trong doanh nghiệp thì nó có một cái bảng mà trong quá trình khi xây dựng cái này tôi có tí nữa tôi sẽ show lại tất cả các cái chứng từ này cho các bạn xem. Đó là chính là cái bảng đánh giá, tự đánh giá, cái bảng tự đánh giá và tự tính tiền lương của mỗi cá nhân tự đi tính cho mình, nó thú vị lắm. Bởi vì lúc đó mỗi một tháng chúng ta dừng lại xem chúng ta có hoàn thành được cái công việc không, và chúng ta thấy xem là chúng ta cần phải nỗ lực cố gắng cái gì thêm. Cho nên là từ chấm công, từ theo dõi thì cái nhân sự ấy, cá nhân ấy tự đi tính tiền lương cho mình. Đấy. Thế và từ đó sẽ thấy được là mình yếu kém cái gì, mình cần phải cố gắng cái gì để làm nào đó cho cái vấn đề đó nó tốt và tốt hơn. Đấy. Và từ cái bảng đó thì kế toán hoặc phòng nhân sự mới mới lên được cái bảng tính lương chi tiết cho từng nhân sự và sau đó lên bảng tổng hợp về tiền lương. Đó, thế thì về vấn đề liên quan đến chứng từ tiền lương, nó sẽ có những cái chứng từ căn bản như vậy. Đấy. Mà có một số các cái chứng từ khác, ví dụ như là trong cái bảng lương tính ra thì là cái bảng liên quan đến trích về tiền lương, trích nộp các cái khoản này, rồi là bảo hiểm này, thế rồi là nhân sự thì đi công tác thì có giấy đi đường này, thế rồi là các cái hợp đồng giao khoán nếu như là các cái nhân sự có thể làm việc thuê ngoài này, rồi là biên bản thanh lý giao khoán vân vân, một số các cái phiếu kế toán, thì có một số các cái chứng từ khác có thể kèm theo. Đấy, thì chúng ta có thể ở trên cái mô phỏng phòng kế toán nào nó có đầy đủ tất cả các cái mẫu đó để chúng ta vào thực hành. Đấy, thì phòng kế toán nào bản chất là đi để xây dựng ra một cái bộ tài liệu để cho anh chị em trong ngành nghề về tài chính kế toán chúng ta thực hành, sau đó chúng ta mang cái bộ đấy vào trong doanh nghiệp của mình. Đấy. Thế và có một số các cái báo cáo để chúng ta cần phải làm. Thì khi mà chúng ta tôi đã từng chia sẻ với anh chị em đó là tiền lương, chứng từ tiền lương nó cần phải lưu riêng một bộ. Vậy chứng từ tiền lương là gồm có những cái chứng từ gì? Thì thứ nhất là cái hợp đồng lao động này, chúng ta quay lại hợp đồng lao động thì tất cả các hợp đồng lao động và hồ sơ thì chúng ta phải lưu riêng thành một file. Đấy, do cái tính chất, tại vì nhân sự lao động đó họ sẽ có thể làm việc rất nhiều năm, cho nên là gì, chúng ta không thể lưu được vào trong cái đống chứng từ kế toán. Trong khi chúng ta cần chúng ta bới thì cái chứng từ kia nó lưu đóng kho rồi, chúng ta muốn kiểm tra không được. Đấy, cho nên là hợp đồng lao động và hồ sơ kèm theo của cái hợp đồng lao động đấy là gì? Là cần phải lưu riêng một file. Rồi là bảng chấm công, tự đánh giá và tính tiền lương thì chúng ta lưu theo hàng tháng và cũng đóng thành một file riêng. Để làm sao? Để cái tiền lương này này, khi đó nó sẽ phục vụ làm sao? Phục vụ cái thứ nhất đó là gì? Phục vụ ghi sổ kế toán. Khi mà chúng ta lấy cái bảng lương đó, chúng ta hạch toán, chúng ta ghi vào trong chi phí, thì đó là một cái chứng từ để chứng minh cái việc là có đủ điều kiện để chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hay không. Cái điều thứ hai đó là tiền lương đó để chúng ta còn giải trình khi mà thanh tra kiểm tra bảo hiểm. Thế rồi tiền lương đó chúng ta còn phải giải trình khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thế cho nên là chứng từ tiền lương cần phải lưu thành một file riêng. Và có một số cái thứ bạn có thể là gì, bạn muốn kẹp cùng vào thì bạn có thể để thành hai bộ, hoặc bạn kẹp cùng vào cái chứng từ khi mà thanh toán ở trong kế toán. Đó, thì xin chia sẻ với anh chị em đó là một vài cái nguyên tắc
để chúng ta phải làm như vậy. Thế và đến đây thì chúng ta nhìn thấy cái sơ đồ cơ cấu của nó như này, cái vòng luân chuyển của chứng từ như này, thì thực hiện các cái công việc cung cấp về chứng từ liên quan thì đấy là người lao động là cần phải làm sao, người lao động và bên sử dụng, tổ chức sử dụng lao động, hai bên phải thỏa thuận với nhau một cái hợp đồng lao động và các giấy tờ liên quan thì nó sẽ được thực hiện ở bước này. Đối với tất cả các cái doanh nghiệp lớn thì cái phòng hành chính nhân sự họ sẽ thực hiện cái vấn đề này, họ quản lý toàn bộ về vấn đề liên quan đến hồ sơ nhân sự. Thế có rất là nhiều những doanh nghiệp nhỏ thì phòng hành chính nhân sự và kế toán nó là một. Trong thực tiễn là như vậy, mà cả công ty có khoảng mấy người thì làm sao mà có cái phòng nhiều phòng thế, mà nhiều nhân sự thế được đó. Thế thì khi đó căn cứ vào toàn bộ hồ sơ đấy cái thì mới lên cái bảng chấm công rồi bảng lương chứng từ. Đấy, từ cái bảng này mới chuyển sang cho kế toán kiểm soát kiểm tra, rồi là giám đốc kế toán trưởng ký duyệt, thế sau đó quay sang đây để mà nó thanh toán phát lương, thanh toán lương, rồi sau đó là ghi vào sổ kế toán. Đấy, trình tự là như vậy. Vậy đến đây tôi cũng xin giải đáp một cái điểm mà ban nãy tôi đã nói, đó là gì. Vậy thì cái cơ chế chính sách tiền lương của nhân sự ấy, thì thật ra đó là nhiệm vụ của ông giám đốc ấy, hoặc ở của phòng nhân sự ấy, để đi xây dựng cái vấn đề này. Ông phải có một cái chính sách tốt, phải ban hành ra được. Thế cho nên là nó có hai cái từ khái niệm gọi là quản trị và quản lý đấy. Đấy, chúng ta tra thử xem một cái từ quản trị và quản lý nó khác nhau thế nào. Đấy, thế thì cái vấn đề đặt ra là khi mà chúng ta đã có được một cái hệ thống xây dựng rồi ấy, thì quản lý chúng ta chỉ cần tuân thủ theo cái hệ thống mà chúng ta xây dựng thôi. Thế còn bây giờ chúng ta đi xây dựng cái vấn đề đó thì rồi, quá trình khi xây dựng thì nó phải gắn với cái việc là ai là người chấp bút, làm thế nào đó để một cái chính sách nó phải thực sự thỏa đáng, hấp dẫn. Đấy, thế cho nên đó là gì, rất là nhiều ông giám đốc cũng tôi hay tư vấn và tôi gặp thì ông cứ kêu nọ kêu kia, ông tôi bảo tôi chỉ cần hỏi mỗi cái là gì, ông đã từng bao giờ ông ngồi ông đặt bút ông viết cái bảng mô tả công việc có chính cho ông chưa, rồi ông đã từng bao giờ ông biết là ông sẽ phải làm cái gì không, bây giờ ông đang có quá nhiều việc hay là ông đang không có việc, thế rồi ông phân bổ cái thời gian của cái cá nhân ông vào cái phần việc gì là chính. Đó, thì đến đó thì tất cả chúng ta ai cũng vậy thôi. Nếu chúng ta không dừng lại để chúng ta xem việc của chúng ta là nhiệm vụ của chúng ta là gì thì chúng ta rất dễ bị làm sai. Chúng ta làm việc của người khác, quản lý thì đi làm việc của nhân viên, thế sau đó nhân viên thì lại không biết làm, thế sau đó thì làm sao, quản lý thì quát nhân viên là gì, tại sao mày chả làm được gì cả. Đấy thì nó là một loạt tất cả các vấn đề mâu thuẫn nó xảy ra ở trong cái quá trình, các cái mối quan hệ ở trong cái tổ chức như vậy. Thế cuối cùng là gì, ông quản lý vì cũng không xác định được là việc mình phải làm là cái gì cho nên là chạy làm việc của nhân viên thì xuất sắc quá rồi. Thế còn... Xin đề nghị tất cả anh chị em chúng ta hãy tôn trụ trọng nhóm của chúng ta. Chúng ta hãy đừng để bị gián đoạn bởi vào những cái âm thanh bên ngoài vào. Đó. Vậy thì cái vấn đề là xây dựng quy chế, cơ chế, chính sách đều là những cái vấn đề khi mà phải đặt bút xây dựng, tôi khẳng định là không bao giờ đơn giản hết. Cho nên anh chị em chúng ta, nếu là những người thực thi, thì tôi tin chắc chúng ta chỉ cần học căn bản ở nhà trường và được hướng dẫn một cách bài bản, hướng dẫn nhé, hướng dẫn ở trong doanh nghiệp theo đúng cái hệ thống đó thì chắc chắn tôi tin chắc là ai cũng sẽ làm được việc. Cái vấn đề mà chúng ta đang không làm, không giải quyết được việc đó là ở cái tổ chức đấy chưa thực sự xây dựng thôi, chưa thực sự xây dựng tốt, nó dẫn đến một loạt các mâu thuẫn ở trong kế toán. Thế cái người mà để tổ chức được công tác kế toán cho một cái doanh nghiệp đó, xây dựng được một cái hệ thống quản lý về tài chính doanh nghiệp đó, bắt buộc phải là những người có thâm niên, có trình độ, có kiến thức tốt và phải là người thông minh. Đi xây dựng cái hệ thống không thể là người không thông minh được, ông tối ưu hóa tất cả các quy trình cho người khác làm thì từ đó nó có thể tiết kiệm thời gian, chi phí. Đó, thế lại bắt một cái nhân sự vừa ra trường xong vào bảo đấy bây giờ tao giao cho mày cái phòng ban này, do cái việc này mày đi xây dựng hết đi, thì lúc đó nhân sự chúng ta chưa đủ điều kiện để làm vấn đề đó. Và tôi cũng xin chia sẻ với anh chị em là chúng ta hãy nỗ lực cố gắng là gì, chúng ta dần dần để chúng ta có phải làm được tất cả những cái vấn đề đó, chúng ta phải xây dựng được cái hệ thống đó thì chúng ta sẽ không cần phải làm việc phía dưới nữa. Đó thì về phần nhân sự thì tôi cũng xin chia sẻ với anh chị những cái điểm căn bản là như vậy. Thế và sau đó thì chúng ta ở trong phòng kế toán nào thì chúng ta tới để chúng ta thực hành
Thế và khi mà chúng ta tới để chúng ta thực hành ấy, thì nó sẽ có những cái vấn đề, ví dụ như là chúng ta thực hành về ký cái hợp đồng, lập và ký cái hợp đồng lao động. Đấy, trong lập ký hợp đồng lao động nhé, thì các bạn lại phải xem rất rõ là trong quy định hợp đồng lao động cũng có những cái nội dung gì. Ví dụ như điều 23 trong luật lao động quy định rằng hợp đồng lao động phải có những cái nội dung căn bản như thế này. Đấy. Thế thì khi đó chúng ta phải tham chiếu lại, à là vậy thì ở kiểm tra sang trong cái hệ thống hợp đồng lao động của trong doanh nghiệp của mình nó đang lập như thế là gì, đã đúng, đã đủ chưa, vân vân, thì chúng ta xem nhé. Sau khi mà chúng ta cái hợp đồng lao động là một trong những cái chứng từ quan trọng và khó để mà chứng minh cho ở trong cái doanh nghiệp ấy, khi mà chúng ta giải trình được chứng từ về tiền lương hay không ấy, giải trình được cái vấn đề đó không ấy, thì chúng ta phải hiểu chứ, rồi lương thật hay là lương khống. Mà khi lương khống ấy mà không hiểu được luật đó thì đứt nó chắc chắn thôi, có gì đâu phải bàn. Lương khống cố tình đã tính khống rồi, đã vi phạm pháp luật rồi, còn chả hiểu gì về luật nữa thì đứt là chắc chắn, thế thôi. Muốn để không phạm vào vấn đề đó thì tôi đang chia sẻ với chúng ta cùng đây, chúng ta sẽ cùng nhau phải xem lại tất cả những vấn đề đó để chúng ta làm chủ được, để công việc của chúng ta làm chủ được số liệu của chúng ta. Đấy, thì đấy là cái vấn đề liên quan đến thực hành về lập cái hợp đồng lao động. Và trong hợp đồng lao động thì có những các cái hợp đồng lao động mà nó có những cái nội dung. Đấy. Hợp đồng lao động nó liên quan đến quyền lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động. Đấy, nguyên tắc của nó là như vậy. Thế và khi đó nó sẽ liên quan đến một loạt các cái luật nó chi phối trong cái chứng từ này. Không hề đơn giản. Thứ nhất, đầu tiên thì chính là luật lao động, nó sẽ được thể hiện ngay ở trên cái hợp đồng lao động này. Chúng ta có vi phạm về các cái quyền lợi nghĩa vụ của người lao động ở đây không? Thế rồi sau đó nó liên quan đến bảo hiểm ngay ở đây luôn. Đối tượng nhân sự như thế nào thì bắt buộc nộp bảo hiểm, và đối tượng nào không phải nộp bảo hiểm. Đấy, thì chúng ta muốn để mà chúng ta xử lý vấn đề này, chúng ta phải thể hiện ngay trên hợp đồng. Đấy, rồi tiếp theo nữa là gì? Thuế thu nhập cá nhân. Hôm tuần vừa rồi có thấy có các bạn hỏi là vì nhân sự có hai nguồn thu nhập đấy, tôi giải thích cái vấn đề này rất nhiều lần rồi, đúng không? Ai sai tí tôi sẽ giải thích lại cái câu hỏi đó ở trên nhóm chúng ta trong giai đoạn vừa rồi, trong cái tuần vừa rồi. Ai sai người chịu trách nhiệm thôi, và nếu như chúng ta sai chúng ta phải chịu trách nhiệm thôi, đấu tranh cái gì? Và đâu là tránh thiệt hại nhất, đó là vấn đề. Đấy, thì cái đầu tiên đó chính là hợp đồng lao động, nó chỉ khoảng 3-4 trang thôi, thế nhưng mà nó chứa không biết bao nhiêu kiến thức của bao nhiêu cái văn bản để sao cho chúng ta thực hiện đúng được ở trong cái doanh nghiệp của chúng ta. Thì đấy, thì tôi cũng xin chia sẻ với các bạn là như vậy. Thế rồi đến nữa là liên quan đến bảng chấm công theo dõi, rồi sau đó bảng tính lương, bảng làm thêm giờ, và chúng ta sẽ tính ra được các cái bảng lương nha. Và sau đó thì chúng ta hạch toán. Đấy, thì ở đây tôi cũng xin phân tích là gì? Điểm trọng yếu có 3 cái điểm quan trọng. Thứ nhất, đó là tiền lương là một khoản chi phí không hề ít trong doanh nghiệp. Vậy cái chi phí đó khi mà xây dựng chính sách tiền lương và khi mà chi trả tiền lương thật cho doanh nghiệp thì với vai trò là người quản lý của doanh nghiệp đó, giám đốc hay là kế toán hay là phòng nhân sự hay là trưởng các bộ phận, thì chúng ta cần phải làm sao tiết kiệm nhất cái chi phí này. Tiết kiệm không có nghĩa là đào cái chi phí đấy xuống mà để làm thiệt hại cho người lao động, mà tiết kiệm nhất cái chi phí này đó là phải xác định là gì, không được lãng phí cái thời gian, cái nhân sự ở trong đó. Ví dụ cần đáng tuyển một người chúng ta tuyển một người, hai người tuyển hai người, ba người tuyển ba người, và phải có thước đo chỉ số để biết rằng là gì, cái công việc này chỉ cần một người. Sau khi mà tôi xây dựng, tôi mô tả, tôi xây dựng, tôi mô tả công việc, tôi tối ưu hóa tất cả các công việc đó, và tôi xác định đối với cái công việc này chỉ cần một người, chỉ cần hai người, chỉ cần ba người, đến 10 người hay bao nhiêu người, nó phải ra được một công thức để tối ưu hóa cho một nhân sự. Đó chính là tiết kiệm. Tiết kiệm đây không phải là gì, cắt xén cái quyền lợi của anh em. Đấy, thì tôi xin chia sẻ cái quan điểm đó là gì. Vì tiền lương nó là một khoản chi ra của doanh nghiệp, cho nên bắt buộc cần phải tối ưu hóa, tiết kiệm nhất.
hiệu quả nhất trong vấn đề này. Đấy, thì xin chia sẻ với anh chị em như vậy. Và nếu không xây dựng ra được một cơ cấu của doanh nghiệp, không xây dựng được một quy trình làm việc, không tối ưu hóa bởi bằng một hệ thống phần mềm để cho thông minh, không tối ưu hóa bởi bằng một hệ thống quản lý, để mà cuối cùng chúng ta bị lãng phí quá nhiều nhân sự, sau đó làm việc không hiệu quả, thì doanh nghiệp đấy cũng sẽ phải ra đi thôi. Cái thứ hai, đó là gì? Muốn để làm được vấn đề đó thì chắc chắn phải cần xây dựng một chính sách để nó công bằng hóa, nó minh bạch hóa tất cả các vấn đề này. Và để người quản lý, đến trường các bộ phận, cho đến ngay chính nhân sự, phải biết được cái quyền lợi của mình làm thì mình xứng đáng được hưởng bao nhiêu tiền trong đó. Và có một điểm nữa, đó là gì? Các nhân sự luôn luôn phải đổi mới, sáng tạo ở trong cái quy trình của mình, để từ đó, đó chúng ta hãy đề xuất những cái phương án, những cái cải tiến nó tối ưu hơn, để mà sẵn sàng chi trả cho cái nhân sự họ có những cái cải tiến đó, để mang giúp lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và cho chính cái nhân sự đó có thu nhập cao hơn. Đấy, thì cái điểm thứ hai là gì? Tôi xin chia sẻ. Đó chính là chính sách. Cái điểm thứ ba đó là gì? Chúng ta bắt buộc phải cập nhật và phải nắm rất rõ các quy định của văn bản pháp luật hiện hành. Đó, từ luật lao động, đó, luật bảo hiểm, luật về thu nhập cá nhân. Các cái vấn đề đó chúng ta cần phải nắm rất rõ, để chúng ta xây dựng một cái chính sách, hay để chúng ta vận dụng, áp dụng trong đó, nó không bị trái với các cái quy định của pháp luật hiện hành. Đó là những cái nội dung kiến thức căn bản về vấn đề liên quan đến tiền lương, nhân sự. Và từ cái nội dung kiến thức căn bản như thế này, thì chúng ta ở trên phòng kế toán nào, nó được xây dựng dựa trên cái nền tảng này, những cái quy định này, thì từ đó chúng ta mới bắt đầu vào để đi thực hành. Thực hành thì tôi cũng xin chia sẻ với các bạn, nó có một số các cái tài liệu như sau. Trong phần mô phỏng phòng kế toán nào, thì phần hành kế toán tiền lương và nhân sự nó nằm trong cái phần hành thứ tư. Phần hành thứ nhất là kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán. Phần hành thứ hai đó là kế toán mua hàng, hàng tồn kho. Phần hành thứ ba đó là kế toán về tài sản cố định và công cụ dụng cụ. Phần hành thứ tư đó là kế toán về nhân sự và tiền lương. Đấy, thì trong cái phần hành này nó được mô tả ở một cả yêu cầu đề bài ở phần 2 nhé. Bạn vào phần 2 là mô phỏng, trong mô phỏng này. Đây, bạn thấy không? Ngay cái phần đề bài này tôi đã phải xây dựng một cái cơ cấu, sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp như thế này. Về bạn dùng chính mô hình này bạn đẩy vào thành. Không nhìn thấy hình anh Sơn này. À, lại không nhìn thấy hình. Rồi. Đấy. Tôi lấy ví dụ như là trong phòng kế toán nào. Đúng không ạ? Đây, đến phần 2. Phần 2 là phần đề bài. Trong phòng kế toán nào xây dựng ở cái quyển mô phỏng có 3 phần. Phần thứ nhất là phần giới thiệu, phần thứ hai là phần mô phỏng, đó là phần đề bài. Đưa ra tất cả các cái yêu cầu. Đấy, thì bạn khi bạn đọc vào trong phòng kế toán nào. Học thật và học giả. Học giả là chỉ để học lấy bằng thôi, còn học thật là chúng ta phải mang cái sau, mang được cái kiến thức đấy trở thành kiến thức của mình. Nhá, tác thật tác giả. Tác giả ông viết ra cuốn sách đấy, còn nó tác thật ông phải hiểu đến tận cùng của vấn đề đó, đi đến đào đến tận cùng cội nguồn của nó để ra được vấn đề. Và học thật học giả cũng thế. Học giả để ra lấy có bằng thôi. Thế còn học thật thì chúng ta phải mang được cốt lõi của kiến thức đấy để chúng ta mang vào trong cuộc sống. Thế thì một buổi tôi hội đàm với một bác đấy năm nay chắc khoảng 75 tuổi rồi, nói cho tôi hiểu được thế nào là học thật học giả, tác thật tác giả. Thế thì tôi cũng muốn chia sẻ đấy. Đấy, ví dụ như này, trong mô phỏng này, đúng không? Tôi xây dựng một cái cơ cấu tổ chức cho một cái doanh nghiệp phát thảo như thế này thôi. Thế thì từ cái này các bạn phải, khi mà các bạn phải xây dựng một cái quy chế chính sách của nhân sự, hãy vào phòng kế toán nào để móc cái dữ liệu này, biến thành cái dữ liệu của mình. Tất nhiên là bạn không thể nào mà dùng nguyên bản được, nhưng rõ ràng rằng là đây nó đã đưa cho chúng ta một cái tư duy, một cái phương pháp và một cái mô hình để chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng thành cái của doanh nghiệp của mình.
Đó, ý nghĩa của phòng kế toán ảo nó là như vậy. Sau đó thì cái phần hành kế toán tiền lương nhân sự nó nằm trong phần hành thứ tư. Và chúng ta còn hai phần hành nữa, đó là gì? Giá thành và doanh thu nữa, là chúng ta cơ bản sẽ kết thúc các phần thực hành. Sau đó chúng ta quay sang lập báo cáo tài chính, đọc phân tích, rồi lập các báo cáo thuế. Đấy, thì các bạn xem ở trên cái phòng phần mô phỏng như này, đúng không ạ? Nha. Đấy, tôi kéo cho bạn thấy. Đấy, vừa đi qua rồi. Đây, để các bạn nhìn thấy này. Ở trong quyển mô phỏng này, nó nằm ở trang số 29. Đấy, kế toán, tiền lương và các khoản trích theo lương. Ở trong vùng mô phỏng này nó sẽ xây dựng gì? Nó đã mô phỏng cho bạn một cái thang bảng bậc lương rồi. Tại sao cần phải có thang bảng bậc lương thì tôi đã giải thích cho các bạn rồi. Đúng không? Rồi là mức lương rồi. Lương làm thêm giờ như nào rồi. Đấy, hôm trước có các bạn hỏi đấy. Là lương làm vào chủ nhật, lương ở ngoài giờ, rồi lương vào ngày nghỉ lễ Tết bao nhiêu. Thì thật ra cái đấy nó quy định trong luật rất rõ. Mà nó cụ thể hóa từ trong luật ra cái bài tập này là nó cũng đã đưa vào đây rồi. Đấy, thì các bạn dành thời gian, bạn đọc và bạn thực hành, bạn cứ trải nghiệm qua rồi bạn sẽ nhớ và rồi bạn sẽ mang thành cái của mình. Thế rồi là trong tiền lương thì có lương, rồi có các khoản phụ cấp. Đấy, trong khoản phụ cấp thì tôi cũng đã nói với các bạn ở một cái chuyên đề về nhân sự, đó là gì? Khi các bạn nói về phụ cấp là bạn phải làm sao? Xây dựng cái phụ cấp ấy, làm nào đó để mà nó tránh được cái phần thuế thu nhập cá nhân phải nộp một phần theo quy định của luật pháp cho phép. Thì chúng ta vận dụng quy định của luật có gì mà sai? Đúng không? Phần phụ cấp nào là phụ cấp không phải đóng bảo hiểm, để mà chúng ta đưa vào, để chúng ta làm những cái thứ gì luật không cấm, không có cái gì xấu cả. Đấy. Thế sau đó thì đến đây nó sẽ có lương của kinh doanh, tính theo đây, mô phỏng bảng lương của kinh doanh, và sau đó có hướng dẫn tính lương của kinh doanh. Và trong doanh nghiệp thực tế của bạn có thể bạn sẽ đưa một cách tính khác, nhưng về căn bản lương của kinh doanh là lương tính theo tỷ lệ của doanh số, thì mỗi một ông có thể đưa ra một cái cách khác nhau để tính về doanh số, nhưng về căn bản nguyên tắc thì gần giống nhau. Sau đó lương của sản phẩm, cái bài toán lương của sản phẩm này tôi đã từng trải nghiệm ở một cái doanh nghiệp sản xuất, và tôi thấy cái công thức tính này nó khá là hay, và tôi đã đưa vào mô phỏng của phòng kế toán nào, và các bạn bắt buộc phải đọc ở cái phần này. Đặc biệt là khi mà tôi đã chuyển giao cái mô phỏng kế toán nào này cho các trường, và các thầy cô cũng bắt buộc phải đọc tất cả cái thứ này để mà hướng dẫn cho học viên. Bởi vì đây nó chỉ là một cái đề bài, và cái đề bài này nó được lấy từ ở đâu? Nó được lấy từ một cái doanh nghiệp cụ thể vào. Thì khi mà chúng ta muốn tính được cái này, chúng ta cần phải biết xem là cái doanh nghiệp này nó là quy định tính như thế nào, cái cách tính của nó như thế nào. Đấy, thì nó có mô tả khá là cẩn thận. Đấy, sau đó quy định về bảo hiểm, để chúng ta hiểu được hết tất cả những cái quy định tại sao lại bảo hiểm tính như thế này. Ví dụ như là gì? Trừ người lao động là 8% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế, 1% bảo hiểm thất nghiệp, 1% kinh phí công đoàn. Trừ 17% vào trong bảo hiểm xã hội, 3% bảo hiểm y tế, 1% bảo hiểm thất nghiệp và 2% kinh phí công đoàn. Đó. Thì tất cả những cái thứ này nó được xây dựng rất sát, rất đúng với thực tế, chứ không có phải là gì? Lấy một cái ví dụ rời hơi trên rời rơi xuống. Đây là bảng lũy tiến về tính thuế thu nhập cá nhân. Quy định về các cái thời gian được nghỉ làm việc. Đấy, thì mô phỏng. Rồi sau đây là danh sách các nhân sự của từng các cái bộ phận. Đấy, bộ phận văn phòng gồm có bao nhiêu người, chức vụ là cái gì, mã số thuế làm sao. Đây là mã số thuế và đây là số chứng minh thư. Thật ra là cố tình phải xây dựng mô phỏng cái này một cách rất là chi tiết để từ đó chúng ta mới tính được quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Các anh chị em mà đã làm kế toán rồi thì chuyện đấy rất là dễ. Nhưng thử tưởng tượng xem lần đầu tiên chúng ta làm cái vấn đề này mà chúng ta bắt đầu ra trường, chúng ta chưa bao giờ làm cái vấn đề này, để chúng ta được cập nhật trong hệ thống phần mềm, chúng ta làm ra được tất cả các báo cáo đó, để trước khi chúng ta vào làm báo cáo thật, thì điều đó nó có thực sự ý nghĩa không? Tôi nghĩ là tốt. Rồi trong nhân sự kinh doanh, rồi nhân sự của các bộ phận sản xuất, nó từng cái phân xưởng một, lượng nhân sự như này, nó là một cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đấy, nhưng mà số lượng nhân sự nó cũng lên tới khoảng mấy chục người, gần 100 người, cũng không hề đơn giản đâu.
Đấy, sau đó thì nó có lập các hồ sơ thử việc, đấy, hợp đồng thử việc, hợp đồng chính thức, bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, đấy, hướng dẫn lương tính thời gian, đấy, các cái điều kiện để tính ra lương doanh số. Đấy. Thì đấy là toàn bộ. Đấy, sau đó thì trong này nó sẽ có là gì? Yêu cầu lập bảng chấm công và tính tiền lương. Đấy, sau đó thì thực hành ghi sổ kế toán. Đó là phần yêu cầu của cái đề bài về phần tiền lương và nhân sự. Thế mà có một cái điều khá là ok, đó là gì? Khi mà họ dạy thực hành, tôi đã nói rồi, không bao giờ phải đánh đố cái người học làm gì cả. Và có đáp án thì các bạn hãy đến cho tôi phần 3 ở trong cái vấn đề này. Tất cả các phần hành đều có đáp án nha. Tất cả các phần hành đều có đáp án. Thế và trong cái phần đáp án này hướng dẫn từng phần hành một, cũng giống như các phần hành trước tôi đã chia sẻ với các bạn. Thế và sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện để chúng ta thực hành này, từng bước một, để chúng ta nắm được toàn bộ cái phần kế toán tiền lương nhân sự ở trong doanh nghiệp. Đấy. Phần hướng dẫn thực hành nó nằm ở trang số 80 và chúng ta vào đây. Nhất là những cái phần đầu tiên này tôi hay tóm tắt này, thì các bạn hãy cố gắng đọc kỹ một chút trong phần mô phỏng. Cô đọng nhất của cái phần đấy đưa vào cái phần tóm tắt. Trọng yếu nó là cái gì? Thế và hướng dẫn từng bước một, từng cái phần hành một chúng ta cần phải làm cái gì. Thế và đến đây nó sẽ hướng dẫn về các cái vấn đề nghiệp vụ hạch toán. Tiền lương thì ghi nợ gì, có gì của phần nào, trích bảo hiểm bao nhiêu phần trăm. Đấy, tất cả những cái thứ này chúng ta sẽ được thực hành, tính toán ra con số và chúng ta ghi sổ kế toán. Và khi chúng ta thực hành như thế này thì đây là phần hướng dẫn. Và sau đó thì các bạn sẽ có được một cái bộ tài liệu để các bạn thực hành thủ công. Rồi. Trong cái bộ tài liệu thực hành thủ công thì các bạn thực hành từ xây dựng quy chế. Đó, xây dựng cái quy chế của nhân sự. Thì tôi xin view lên cho các bạn một vài đấy. Hãy vào xây dựng quy chế của nhân sự ở trên phòng kế toán ảo luôn, sau đó thì hãy mang ra cho doanh nghiệp của mình. Thì sau đó thì chúng ta lại vào thực hành tất cả các cái phần khác ở trong cái bảng này. Các bạn thấy có quy chế nhân sự này, cơ chế tiền lương này, điều lệ công đoàn này, mẫu hợp đồng lao động này, bảng tự đánh giá tính tiền lương này, sau đó thì xây dựng bảng lương chi tiết này. Đấy. Thế vào từng đây thì nó có các biểu mẫu. Trên phòng kế toán ảo các bạn có cả một cái bộ chứng từ bởi viết bằng tay để bạn tính toán, mang cái máy tính con ra tính. Hoặc cái thứ hai là bạn có thể thực hành trên hệ thống máy tính bởi bằng bản Word hoặc bản Excel. Đó. Hãy cố gắng để nắm được tất cả những vấn đề đó. Và một phần nữa đó chính là phần thực hành trên phần mềm. Thì đây, tôi xin mở cái phần mềm lên để các bạn có thể xem được.
khi đó chúng ta thực hành ở trên thủ công, có thể viết trên bản giấy, xong bạn có thể thực hành thủ công ở trên bảng Excel để bạn tính ra được các cái bảng lương. Và sau đấy bạn có thể tiếp tục được thực hành ở trên bảng, trên hệ thống phần mềm. Trên hệ thống phần mềm thì sẽ có cho chúng ta một cái bảng, có cho chúng ta được cái bảng về phần tiền lương, nhân sự. Bạn đợi tôi một chút, tôi mở cái phần mềm chưa thấy nó ra. Đây rồi. Rồi. Khi các bạn vào trong cái phần mềm như thế này thì bạn vào cho tôi cái mục về tiền lương nhân sự. Đấy. Trong tiền lương nhân sự này nó có các cái mục, ví dụ như là khai báo về cơ chế chính sách. Đấy. Và khai báo các cơ chế chính sách tiền lương. Thế sau đó thì nó có cả cái mục về, trong cơ chế chính sách tiền lương này sẽ khai báo được tất cả các cái thang bảng bậc lương. Thang bảng bậc lương. Thế sau đó thì bạn vào đây để bạn khai báo các cái phụ cấp. Đấy, quản lý toàn bộ các cái phụ cấp ở trong cái doanh nghiệp của mình. Sau đó thì cách tính để lương doanh số, lương theo sản phẩm, quy định về tính bảo hiểm. Đấy, quy định về bảo hiểm. Thuế thu nhập cá nhân, nội quy, thời gian làm việc, vân vân. Toàn bộ tất cả các cái vấn đề liên quan đến nhân sự. Nếu bạn áp dụng trên phần mềm quản lý thì bạn vào đây để bạn khai báo. Bạn cần tra cái gì đó bạn tra trực tiếp trên hệ thống phần mềm. Ở trên này bạn có thể vào đây để bạn mô tả KPI công việc cho từng nhân sự nằm trên hệ thống này. Nữa đó là gì, bạn vào trong mục thông tin nhân sự. Toàn bộ tất cả các nhân sự ở trong công ty của chúng ta được cập nhật lên đây để chúng ta quản lý các cái thông tin về nhân sự. Đấy, trong nhân sự thì có mã này, mã vân tay này. Nếu như mà doanh nghiệp chấm bằng vân tay, khi chấm cái mã vân tay nó sẽ tích hợp vào trong này để theo dõi thông tin của nhân sự, điện thoại, email, địa chỉ, giới tính, ngày sinh, công việc, mã số thuế, số chứng minh thư, vân vân. Và có những các cái thông tin khác theo dõi về. Toàn bộ tất cả các cái thông tin bạn của nhân sự bạn sẽ cập nhật vào đây. Và ở đây bạn có thể in hợp đồng lao động trực tiếp ở trên này được. Rồi là bạn quản lý các cái thông tin lý lịch của nhân sự ở trên này. Ví dụ như là thông tin gia đình, cập nhật các thông tin gia đình để bạn muốn quản lý các thông tin của họ. Đúng không? Rồi quản lý quá trình công tác của họ, tốt nghiệp cái chuyên ngành gì ra, bao nhiêu năm công tác, làm cái gì, làm gì, vân vân. Thêm chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác. Doanh nghiệp mà nhỏ thì không sao, doanh nghiệp lớn đây là cả một cái chuyên đề rất lớn về quản lý nhân sự chứ. Làm sao nhớ được hết. Thế và toàn bộ các cái hồ sơ của nhân sự họ có thể upload lên trên này. Đấy, các cái file ảnh, ảnh của nhân sự để upload lên đây. Đấy, các cái hồ sơ kèm theo để chúng ta quản lý về cái vấn đề liên quan đến nhân sự. Thế sau đó thì từ nhân sự này chúng ta mới thiết lập cái quyền lợi về tiền lương của họ để nó tự động tính cho chúng ta các bảng lương. Đấy. Thì từ nhân sự đấy sang như này, bậc lương là bao nhiêu, lương tính bảo hiểm như nào, lương thời gian ra làm sao, phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại, cấp trên cần, phụ cấp nhà ở, các loại phụ cấp. Đúng không? Ví dụ như đây phụ cấp quản lý, hiệu quả công việc. Đấy, tổng lương. Và đây đang chính là bảng lương thật để tính cho phòng kế toán nào. Thực hành ở trên phòng kế toán nào. Đấy, hợp đồng lao động vào đây để in này. Chúng ta vào đây. Sau khi cập nhật chính sách xong cái chúng ta vào đây để chúng ta in hợp đồng lao động. Phụ lục mô tả công việc cho nhân sự đấy. Các cái quyền lợi khác thỏa thuận nếu có. Đấy. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quản lý ở một cái doanh nghiệp, nó phải
bài bản mà nó đầy đủ tất cả các thông tin như vậy. Khi mà một cái doanh nghiệp nó thực sự rõ ràng mọi thông tin và bài bản thì tin chắc là doanh nghiệp đấy ít nhất nó sẽ có cơ sở để phát triển được. Chứ không thể có một cái doanh nghiệp mà phát triển được mà tất cả mọi thứ nó đều không rõ ràng. Thế và tiếp nữa, đó là gì? Sau khi cái bảng này rồi thì nó liên quan đến bảng chấm công. Bảng chấm công ở đây thì họ chọn đến cái tháng. Toàn bộ các nhân sự sẽ được thực hiện chấm công ở trên cái bảng này. Từ cái bảng chấm công này để tính ra lương thời gian, đi làm như nào, nghỉ như nào. Đấy. Ở dưới này có hướng dẫn này. X là làm việc này, P là nghỉ phép này, O là nghỉ ốm này, S là nghỉ thai sản này, K là nghỉ không lương này, N là nghỉ cuối tuần này, L là nghỉ lễ này, V là vi phạm kỷ luật này, vân vân. Tất cả những các cái vấn đề nó sẽ theo dõi cái chấm công ở đây. Và trong chấm công này nó có thể tích hợp với cái máy chấm công để theo dõi. Thế rồi nữa là theo dõi làm thêm giờ. Đây, bảng chấm công qua vân tay. Thông qua toàn bộ tất cả các chấm công này, chính sách này thì sẽ tính ra bảng lương. Vâng, toàn bộ cái vấn đề mà tôi đang nói với bạn ấy, đây không phải là demo mà đây chính là cái kết quả mà chúng ta làm ở trên cái tính tiền lương cho phòng kế toán nào. Đấy, từng bộ phận phòng ban này, bộ phận văn phòng này, sau đó bộ phận kinh doanh này, đây, bộ phận của các cái phân xưởng sản xuất này. Đấy, từ cái vấn đề này nó mới sinh ra cho chúng ta được các bảng lương. Đấy, thế thì bây giờ tôi chỉ chọn một cái bộ phận thôi nhé. Tôi lấy ví dụ cho bạn một cái bộ phận là quản lý về bộ phận của văn phòng. Và chúng ta kết xuất cái này ra thì nó sẽ ra được bảng tổng hợp cho cả cái phòng này. Và tôi chọn từng người thì nó sẽ ra được lương chi tiết cho từng nhân sự. Đấy, thì cái này bấm vào đây cái nó sẽ chạy ra cho bạn ngay một cái bảng. Chạy ra cho chúng ta bảng, một cái bảng tổng hợp về lương. Và bạn in cái bảng lương đấy ra để bạn quản lý ở khâu chứng từ tiền lương và bạn thực hiện thanh toán. Đấy, thì đó là cái việc mà chúng ta, đấy nhá, tôi tắt cái phần mềm mà tôi mở cho bạn một cái bảng lương. Đấy, chạy ra cho chúng ta cái bảng lương như thế này. Trong cái bảng lương như thế này thì nó có rất nhiều các cái thông tin. Đấy, đầu tiên là cái bảng lương. Ở bên này nó là cái bảng lương tính cho. Đấy, tôi lấy ví dụ là tính cho bộ phận văn phòng này, tên này. Rồi là đây là bảng tổng hợp mức lương, rồi các khoản phụ cấp, rồi vân vân, để tính ra cuối cùng là tổng thu nhập. Và dưới chân này nó có ghi chú về vấn đề liên quan đến giảm trừ gia cảnh để tính thuế thu nhập cá nhân, một số các cái thông tin liên quan ghi chú để chúng ta có thể áp dụng. Thế còn bên cạnh này nó sẽ có một cái bảng tích chính bảo, trích bảo hiểm. Căn cứ vào đây. Là chúng ta sẽ có ngay một cái bảng phụ để chúng ta tính luôn ra được cái bảo hiểm. Căn cứ vào cái chỗ này. Đây, bên này là bảo hiểm. Trừ cho người lao động là bao nhiêu tiền. Doanh nghiệp cần phải nộp bao nhiêu tiền. Tổng bao nhiêu, căn cứ vào cái vấn đề này để hạch toán. Đó, thì chúng ta lưu cái bảng này. Hãy cố gắng tính đúng thì ra được một bảng chứng từ đúng. Và mỗi nhân sự này nó sẽ có một cái bảng chi tiết tiền lương nữa. Đấy, thì các bạn ở trên hệ thống phần mềm là bạn hoàn toàn có thể áp dụng được. Rồi. Thế và có một điểm nữa ở trên phần mềm bạn có thể vào
Từ cái bảng lương này bạn chỉ cần bấm vào là gì? Ghi sổ kế toán thì toàn bộ dữ liệu này nó sẽ tự động đẩy sang cho bạn trên bên phần mềm kế toán. Sang bên cái phần mềm kế toán này. Thì tất cả các cái vấn đề mà chúng ta cần phải ngồi nhập liệu từng dòng thì tự động nó sẽ ghi sang cho bạn bên phần mềm theo một nguyên tắc. Tất nhiên là các bạn phải làm đúng nhá, các bạn làm sai thì dữ liệu nó sai thì chịu rồi. Này, toàn bộ tất cả các cái phần nhập liệu như thế này hàng tháng, nếu bạn làm ở bảng lương bên kia, bạn chỉ cần bấm vào ghi sổ cái là toàn bộ nó đẩy sang bên này, đầy đủ tính toán. Thế và từ cái bảng lương như thế này, từ cái bảng lương như này thì nó tiếp tục để cho chúng ta hỗ trợ, để tích hợp sang hỗ trợ kê khai để quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thế và nó chạy 12 tháng ra cho chúng ta được cái bảng để chúng ta tính toán xem là nhân sự đấy quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối tháng, cuối năm nó có ok không, có vấn đề gì không. Đó. Vậy tôi xin tạm dừng cái phần hướng dẫn giới thiệu về vấn đề liên quan đến tiền lương ở đây. Nó dễ không thì tôi cho rằng là nó không dễ không khó, mà chúng ta cần phải làm được. Nếu khi chúng ta nắm chắc thì cái câu chuyện nó không có gì phải khó cả. Nhưng nếu chúng ta nắm không chắc thì chúng ta vào đây chúng ta làm cái phần này nó khá là vất vả. Nó khá là để ra được cái con số mà đúng là khá là vất vả. Thì các bạn có thể trong doanh nghiệp của các bạn ấy, đối với kế toán ấy, thì bạn có hai cách. Đấy, thì tôi tóm lại trong cái nội dung là gì? Kế toán phần hành về tiền lương. Đấy, thì hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn đó là gì? Nó chia thành hai phần. Phần thứ nhất đó là gì? Bạn phải hiểu được các quy định căn bản về vấn đề liên quan đến tiền lương. Từ quy định về luật pháp, từ xây dựng chính sách tiền lương, sau đó từ các cái bộ chứng từ và các cái nguyên tắc để làm việc về vấn đề liên quan đến tiền lương nhân sự. Sau cách thứ hai là bạn đi vào để bạn thực hành. Ở trên phòng kế toán nào thì bạn sẽ thực hành ở hai nơi. Thứ nhất là bạn có thể thực hành ở thủ công. Thủ công thì bạn có thể là gì? Trên cái bản giấy của chúng tôi bạn có thể viết tay vào đó bạn tính toán. Cái thứ hai là bạn có thể dùng chính cái bản đấy bạn tính toán ở trên file Excel hoặc là file Word. Thế và một điều nữa là bạn có thể thực hành ở trên hệ thống phần mềm. Thì luôn luôn thực hành ở trên phòng kế toán nào là thực hành thủ công và thực hành trên hệ thống phần mềm. Và từ đó chúng ta sẽ ra được một cái kết quả để chúng ta đi tham chiếu so sánh. Và cái đích không phải là chúng ta làm phòng kế toán nào. Phòng kế toán nào là một cái nơi để chúng ta mang từ lý thuyết đi vào thực tiễn, thì đi qua phòng kế toán nào để chúng ta bao quát được toàn bộ tất cả hệ thống lại toàn bộ các kiến thức lý thuyết, đúng không? Gắn với thực tiễn để chúng ta đi vào trong thực tiễn, chúng ta bê tất cả những cái nội dung mà chúng ta đã trải nghiệm như này để áp dụng vào trong doanh nghiệp của chúng ta. Mỗi khi chúng ta cần cái gì đó, chúng ta lục trong phòng kế toán nào đã có sẵn chưa, chúng ta mang biểu mẫu đó, mang mô hình đó, mang quy trình đó, tất cả các thứ để áp dụng cho doanh nghiệp của mình. Vâng, đó là phần tiền lương nhân sự. Và ngoài các cái nội dung này ra, như hôm nay tôi có thể không thể nói sâu được rất là nhiều những cái phần khác liên quan đến tiền lương, mà cũng có thể chỉ điểm lại thì các bạn có thể xem thêm video mà tôi đã cập nhật ở trên hệ thống nói về vấn đề liên quan đến tiền lương và nhân sự. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cái sự chia sẻ của tôi trong video này. Rất là mong anh chị em ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký vào kênh, like và share cái video để chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các cái video tiếp theo phục vụ cho anh chị phát triển về nghề kế toán, về thuế, để chúng ta phát triển cái công việc kế toán của doanh nghiệp của anh chị một cách tốt nhất. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.